Chuyện này quá đã anh em ạ. Đầu game ra gấu assassin rồi này. Ngon thật sự. Ui ơi, ra cả con gấu shaman luôn. Ui giời, quá tuyệt vời. Xem nào. Chuyện này có gì nhỉ? Lăm rồng à? Ra gấu shaman thì thường là chọn là chơi shaman. Xem là có lên chơi shaman không. Chuyện này thì lại không có mèo 5 đô anh em ạ. Nhưng mà thường thì nó sẽ là như thế. Trong cái trường hợp mà ra ăn gấu shaman sớm. Đấy. Meta này nói chung là nếu mà chơi được 6 shaman thì cũng counter mấy cái thằng chơi Aegisid được đấy. Aegisid bây giờ đông lắm, nhiều người chơi. Cái bộ Aegisid nó kéo dài phải đến là coi như là 2 lần update rồi, vẫn chưa thấy là có dấu hiệu là giảm sút. Chưa thấy có dấu hiệu là sẽ giảm sức mạnh của cái bộ đấy. Rất nhiều người chọn để chơi. Mặc dù là nó cũng không hẳn là nó quá bá đạo đâu. Vẫn có những cái bộ cao tơ. Ơ, round này thua à? Mạnh như thế mà vẫn thua được nhỉ? Ảo thôi đấy. Để ra hai con Eco này. Nhưng mà chắc là tôi không Eco đâu. Chả cần phải Eco, bài khá là mạnh. Để như này đi. Tôi nghĩ là bài này mạnh mà, đúng không? Bài này đủ mạnh rồi. Bây giờ là phải tìm 4 cái con shaman thật là sớm để đi đẩy. Tôi pick thêm cái con này vào nhá. Ra hai wizard thì kích hoạt 4 gấu luôn. Cần được kiếm mấy con gấu 2 sao đây anh em ạ. Gấu gì cũng được. Con gấu nào lên 2 sao thì cho làm co luôn. Thường thì nó sẽ là gấu Metalist ấy, là ngon nhất. Gấu Assassin thì meta này chuyển sang là Assassin kẹp với Witcher. Mình cứ quên mồm cái bộ Aegisid anh em ạ. Bây giờ cứ mở cái mồm ra là Aegisid. Bởi vì gặp nhiều quá. Nghe nhiều, nhắc nhiều nó nên là bây giờ cứ kiểu bị lú cái bộ Aegisid. Kiểu gì nhìn đâu cũng thấy Aegisid. Ảo lắm anh em ạ. Meta này là như thế. Mặc dù tôi thấy nó không mạnh lắm, nhưng mà không hiểu sao mà cứ tranh nhau thôi. Ra nhiều con Eco không này. Nhưng mà thôi, Eco gì, cái tầm này 3 human vào lấy sách anh em ạ. Cho 3 human vào. Trận này chính ra nếu mà chơi Shaman ấy, xong rồi late game là nó có rớt 2 sao anh em ạ. Rớt 2 sao, cầm gậy xanh thì sao? Quá tuyệt vời. Tôi nghĩ nó sẽ là chuyển sang cái bộ vẫn là shaman nhưng mà là cọc ấy. Bởi vì có con Khan mà đúng không? Có Khan kẹp 4 cọc vào, không ngán thằng nào cả luôn. Chấp cả ngũ long hóa hình, chấp cả Aegisid. Vấn đề là rớt có đồ có hay là không thôi. Đồ tức là đồ ở đây là đồ gậy xanh ấy. Chứ còn bây giờ mấy cái đồ tím thì nó cũng không ăn thua đâu. Mấy cái đồ tím tôi bây giờ tôi chơi mết là tôi toàn đổi đồ cam luôn. Đồ cam nó có gậy hack này, nó có gậy xanh. Đấy, ngoài ra có bất diệt cũng được, hút máu cũng được. 4 gấu rồi này. 4 gấu rồi thì thôi, chắc là bỏ human ra thôi. Ưu tiên chơi gấu. Ưu tiên câu gấu để lên được con gấu 2 sao anh em ạ. Còn tôi sẽ kẹp thêm hai con châu chó như là con Agali với cả cái con Dallet ở trên. Có khả năng hồi máu với cả nó trâu. Trâu tăng trâu một chút. Trên này thì thôi cứ hưởng đến mấy cái bộ mết thôi anh em ạ. Đồ thì đầu game đấy nó kiểu cũng chưa biết là chơi gì. Thì lấy như thế nhưng mà tí nữa thì chúng ta cũng sẽ rèn hết cái đống đồ này thôi. Đấy bây giờ tôi chỉ lấy đồ cam thôi mà. Tôi chia sẻ với anh em là bây giờ tôi chơi mết tôi cũng lấy đồ cam thôi. Bởi vì đồ cam ấy nó có tới 5 món đồ là cái bộ mết để nó chơi được anh em ạ. 5 món ấy. Trong khi đồ tím ấy thì nó chỉ có là 4 món thôi đúng không? Xích này, trượng xét này, gậy bão này với cà rô, đúng không? Là 4 món. Trong khi đấy là đồ cam thì nó sẽ có là gì? Nó sẽ có là gậy hack này, nó sẽ có là gậy xanh. Đấy là hai cái món là mạnh nhất rồi nhá. Ngoài ra có thể lấy được bất diệt, hút máu cuối. Hút máu cuối mà lại hút máu ấy. Và cái cuối cùng là một cái món đồ mà meta này nó mới sửa lại, nó thêm cái hiệu ứng là cộng 25% cái sức tấn công của kỹ năng. Đấy thì nó chính là cái kiếm thánh. Vậy là chúng ta có tới 5 món đồ là có thể chơi được. Thế thì tội gì mà phải đổi cái món đồ tím đúng không? Chúng ta chơi đồ cam luôn.
toàn những cái món ngon. Đấy, full đồ cam thì cũng được luôn. Chơi mết được full đồ cam cho rớt. Đảm bảo uy tín với cả mạnh luôn. Những cái món đồ tím thì có thể là đến ra 30 lấy vẫn ok mà, đúng không? Chỉ cần lấy khoảng 2 món đồ tím được rồi. Lấy được cái xích với cả cái gậy bão là ngon rồi. Rồi, thua à? Ơ, được không? Không, 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 không. Con này nó có cái giáp anh em ạ. Khó. Bật cái giáp xoay lên. Ồ, không được, không được. Trông nó to. Bố xét nữa cơ mà. Vớ vẩn, con gấu Saman lại lên 2 sao nhỉ? Gấu Saman lên 2 sao thì chắc là vẫn chơi cái bộ đấy thôi. Ngày xưa thì nó có cái bộ Aegisid kẹp với cả gấu Saman ấy, cũng khỏe. Nhưng bây giờ cái bộ Aegisid nó thay đổi rồi. Nó không còn là trừ giáp nữa anh em ạ. Chính vì thế là tôi lại không chơi được cái bộ đấy. Nào, tranh thủ kiếm quyển sách. Biết đâu đấy chúng ta lại lên được 11 đúng không? Rao sau là lên được level 7 là chúng ta kẹp được 4 gấu kẹp với cả 3 mét và kẹp với cả 3 human được. Thực ra như thế thì nó cũng chưa phải là cái đội hình mạnh nhất. Kẹp 2 gấu Saman vào thì mạnh hơn. Đấy, nhưng mà thôi, chấp nhận tí. Cũng chả có chuỗi gì cả nên là chủ yếu là câu gấu đó. Để này kiếm thêm sách nữa anh em ạ. Ok, random nó. Đồ mana. Đồ mana đứng tụm vào để được hưởng. Sách này tiết kiệm một chút anh em nhé. Cố gắng kiếm được 11 quyển sách. Tối thiểu 12 quyển sách thì là tốt nhất. Nhưng mà nếu mà không có thì 11 quyển sách thì chơi kiểu tiết kiệm. Rang 27 lên level 10, xong rồi up lên 11 luôn. Này vô tư. Ăn được. Cứ có sắc là vui rồi. Gấu lên được 2 này. Bây giờ tỷ lệ ra gấu nó nhiều hơn. Nhưng mà tôi thấy là khi mà tôi chơi thì nó vẫn ra, nó vẫn không cái tỷ lệ nó không nhiều nhỉ anh em nhỉ. Mặc dù thấy bảo là update xong sửa cái tỷ lệ ra gấu. Nhưng mà để 4 gấu từ nãy giờ vẫn không nổ thêm được con nào. Lẽ ra là cũng phải là ít nhất là 2 round nổ một lần như nhỉ. Đúng không? Tăng tỷ lệ lên tới tận 25%, 30% mà. Tức là 3 round nổ một lần. Cứ 3 round là có một gấu. Thằng này cũng câu gấu này. À ui, đúng thật luôn, 3 round nổ gấu. Gấu đá lên 2 sao. Gánh được. Ok đấy. Thế là có thể là mỗi round là kiếm được một quyển sách rồi. 7 round chiến thắng nữa rồi. Tức là round 20 nếu mà chúng ta thắng liên tục. Đấy, từ bây giờ đến round 20 giữ được cái chuỗi đấy thì khả năng là sẽ lên được 11. Đến round 20-21 đấy thì lên được 11. Mà cái trận này nó không có cái con mèo 5 đô ấy, nên là chúng ta sẽ phải kẹp wizard vào để kích hoạt 6 Saman. Thế nên là chắc chắn là sẽ phải lên 11 thì mới kẹp được thêm 3 mét với cả cọc nữa anh em ạ. Đấy. 3 mét kẹp cọc kẹp với cả 6 Saman thì phải đánh ở level 11 mới đủ. Bởi vì không có mèo Saman mà. Chứ có mèo Saman thì nó lại chỉ cần đánh ở level 10. Không sao, con gấu đá này nó gánh được anh em ạ. Khỏe lắm. Lava Saman. Bây giờ up 8 cho con lava này vào thôi. Còn nếu mà bây giờ ra đủ bộ Saman thì chưa chắc tôi đã cho vào đâu. Bởi vì là tự nhiên lại biến mất cái con gấu đá này thành cái con khác ấy. Con gấu đá đang cầm đồ rất khỏe. Bây giờ mà cho kẹp 4 Saman vào thì nó lại yếu hơn ấy anh em ạ. Bây giờ ra đủ Saman tôi cũng không cho vào đâu. Trừ khi là bây giờ phải
thêm một con 2 sao nữa, kiểu con gấu mết ấy, gấu mết 2 sao, hoặc là thêm một con flame 2 sao, thunder 2 sao thì tôi mới chơi thế được. Đây có phải 6 Glacier không? Trông rất giống nhá. Rồi. Ui, hay quá. Được đấy. Có lên bàn cái con gấu assassin này đi không nhỉ? Đủ wizard là kích hoạt được cái 4 gấu, nhưng mà gấu assassin cho vào thì nó tiết kiệm được slot. Để mà lên cái slot level 8 ấy, kẹp thêm con gấu mết vào. Từ từ đã. Cặp của để sau đi. Khả năng con gấu mết lên 2 là có nhá. 2 con rồi. Một con nữa thôi. Ai đây? Ai hỏi tôi đây? Đúng rồi. Xin chào anh em nhá, anh em quân phở nhá. Anh em biết trở lại tôi muốn là ra mấy clip mà content gì không? Content là một trong những con gấu lên được 2 sao, sau đấy thì tôi sẽ lấy được cái gậy xanh anh em ạ. Cái gậy xanh cho gấu ấy. Tôi chưa có một cái trận nào mà tôi ra được gấu mà tôi lấy được cái gậy xanh cho gấu cả. Đấy, thử xem là cái sức mạnh của những cái con gấu này khi mà nó cầm gậy xanh, nó mắc cái level của cái trưởng của nó thì nó mạnh cỡ như nào anh em nhá. Ui giời, cái gì kìa? Nếu mà đúng là tôi thì nó là điều tuyệt vời nhất à? Anh em gặp tôi rồi đấy. Nhưng mà không biết là clip này bao giờ mới lên. Anh em ạ. tôi sản xuất một loạt clip luôn. Nên là cái clip này có khi là vớ vẩn, lại còn phải một tháng sau là mới lên clip cơ. Đấy, nhiều khi nó như thế. Chứ không phải là hôm nay anh em gặp tôi là ngày mai anh em cũng được lên clip đâu. Lấy cái gì đây? Bùa phản công này, tăng giáp này. Được. Lấy mấy cái đồ này thì thực ra nói thật với anh em là tí vứt hết. Chuyển đồ cam thôi. Round 21 hay là 25, nếu mà đủ đồ một cái, không có đồ gì ngon ấy là tôi vứt hết thì tôi chuyển sang đồ cam. Đấy. Nói thế cho nó nhanh nha anh em nhá. Bây giờ chơi mết là tôi không đổi đồ tím, tôi đổi đồ cam luôn. Mấy cái đồ xanh lá với cả mấy đồ xanh dương, đồ tím vứt hết. Huyết triệu, huyết chiếc các thứ bây giờ không thèm luôn. Lấy đồ cam hết. Tạm thời lấy như này thì cái con gấu đá nó khỏe anh em ạ. Thường là tôi sẽ sản xuất clip ấy, là tôi sản xuất một loạt luôn. Tôi ngồi 3 ngày cuối tuần tôi sản xuất. Nếu mà chơi kém thì sản xuất được khoảng 1-2 tuần. Đấy, còn nếu mà chơi hay thì chắc là sản xuất luôn cả tháng luôn. Nguyên cả tháng luôn anh em ạ. Clip là có cả tháng luôn, đủ rồi, đủ chỉ tiêu. Thì là trong tháng đấy tôi không có chơi nữa đâu. Nếu mà đủ ra clip 30 ngày rồi ấy, thì chơi làm cái gì nữa anh em, mất công, mất thời gian. Tôi thì ngoài cái việc là tôi làm clip ra để tôi phục vụ các anh em ở trên kênh ấy, thì tôi không chơi anh em nhá. Anh em là mà được gặp tôi ở những cái giờ phút mà tôi sản xuất clip ấy, là anh em cũng rất là may mắn đấy. Bởi vì là làm sao, có khi là vớ vẩn là cả tháng chơi được có 3 ngày. Đấy, nó lại là như thế cơ. À giờ lại hỏi tôi có đang live stream không, thì chắc chắn là không rồi. Lâu lắm rồi có live stream đâu. Rồi, có chuối rồi này. Ra gấu Metalite ạ. Gấu Metalite à? Gấu Metalite thì lại cho vào đánh 4 gấu. 4 gấu kẹp với 2 Metalite. Như này đi. Thực ra thì tôi cái ván này không lên được 12 đâu. Lên 11 là được rồi. Ba con human thôi anh em ạ. Tí nữa ra con già thay vào 3 mét là có 3 human rồi. Rồi chúng ta chơi 6 mét. 6 mét trước đã. Sẽ kẹp Saman các thứ vào. Mấy hôm nay mưa gió trở trời bão lũ nên là có sụt xịt quá anh em ạ. Anh em thông cảm nhá. Đấy, giọng tôi nó hơi sụt xịt. Ngày nào cũng coi YouTube mà không biết là tôi không livestream à? Nghe có cái mùi hơi sai sai nhỉ? Có khi nào là chém gió không? Rồi. Chắc là cũng không cần phải lên 9 đâu. Tầng này mất chuối rồi thì thôi.
Kể ra mà có chuỗi tôi lên 9 ấy, nhưng mà không có chuỗi thôi, để như này luôn. Cứ lên từ từ thôi anh em ạ, 90 máu chẳng phải vội vàng làm gì cả. Kiếm làm thế nào mà để được 4 quyển sách nữa thôi mà. Cố thế nào. Lao sau hy vọng là chiến thắng. Lao sau chiến thắng là chúng ta thêm một quyển sách nữa. Lao quái một quyển sách nữa. Trong trường hợp mà đen quá mà từ round 21 đến round 25 mà thua hết thì là round quái 25 là thêm một quyển sách nữa, và round quái 30 là thêm một quyển sách nữa. Đấy. Thế là kiểu gì là đến round 30 là tôi cũng sẽ lên được 11. Anh em nhá. Cái chặng đường nó hơi xa một tí thôi. Nếu mà trong trường hợp mà chúng ta toàn thua. Bây giờ thì đội hình nó cũng khá yếu, nó cũng không thắng được. Đấy. Bây giờ mà để mà thắng thì cái con gấu mết này nó phải lên 2 sao thôi tôi thì mới thắng được. Còn cái tầm này đội hình nó vẫn đang kiểu chấp vá thôi. Đang cố gắng để làm sao để kiếm được con gấu mết 2 sao. Nên là tôi đang nhét cái bộ gấu vào. Thế nó cũng tương đối yếu anh em ạ. Câu gấu mết nó cũng khá gian khổ ạ. Thằng này cũng hai con gấu Saman rồi này. Không biết là có chơi Saman không. Rồi, rau này lại thắng rồi. Nhưng mà lại không có sách anh em ạ. Cay nhờ. Cái rau này thắng nhưng mà không có sách. Vậy là chúng ta còn phải kéo dài đến tận rau 35 cơ. Vừa phần đến rau 35 mới lên được anh em ạ. Lên 11 đấy. Bây giờ mới có 7 quyển sách thôi. Rau này là 8 quyển. Sau đó phải 3 round quài nữa. Nhưng mà trong trong lúc mà chúng ta đợi đến round 35 ấy thì có thể là trong những cái round gặp người có thể vẫn thắng được. À ôi rồi, anh em lại quá khen. Anh em làm rồi nở hết cả mũi rồi này. Thế thì còn làm sao mà chơi được, tập trung chơi được nữa. Đọc cái lời khen mà sao cứ thấy nó cứ bị kích thích ấy. À cứ bị thích thích nhá anh em nhá, thích thích. Đấy chưa, anh em lại nghe nhầm mình kích thích thì bỏ mẹ. Nghe mà sướng hết cả cái lỗ nhí anh em ạ. Rồi ok. Round này chắc cũng lên 9 luôn. Lên 9 kẹp lên con Saman mà thôi. Hai mươi ba mà đủ tiền thì cũng dí lên 10 đấy. Trận này không cần phải cầu vực thẳm. Không có ai chơi mết. Random nó cấm đánh được. Từ từ nha anh em nhé. Tôi chưa muốn đổi đồ vội. Hai đồ nữa mới được đồ cam. Có thể vứt đi cái món đồ xanh lá. Cái tẩu vứt đi được. Nhưng mà bây giờ bỏ đi thì yếu lắm. Từ từ đã. Để cho cái con gấu mết nó lên được 2 sao rồi hãy tính. Tôi nghĩ là tôi sẽ câu con gấu mết lên 2 sao tôi mới bỏ đội hình này ra anh em ạ. Còn tạm thời chúng ta vẫn để cái con gấu Saman nó nằm co, nó gánh anh em nhá. Gấu Saman bây giờ 2 sao mới gánh được, chứ gấu mết 1 sao không uy tín đâu. Trên này có cả cua Berlin à. Nào chắc thua à? Cái con gấu gây đam của tôi nó đang gây sát thương vật lý. Bọn này giáp nó to. Ăn được không? Ui vẫn ăn được này. Do có còn hai con gấu mết nó gây đam anh em ạ. Gấu mết nó gây 5k đam kìa. Bây giờ mà lên được 10 thì là kẹp vào 4 Saman. Nhưng mà lại phải bỏ human à. 8 phần sách à. Thắng 1 round nữa 9, 10, 11. 23 là 9 này, 24 mà thắng là 10. 25 mà thắng là lên là 11 là quyển là lên được rồi đấy. Máu bây giờ vẫn khá là ổn đấy chứ nhỉ. 90 máu ok đấy. Exit này, 9 con chưa? Đủ 9 con rồi. 9 con Exit đang có chuỗi. Thua đó, chắc là chả thắng được.
khó lắm. Tí nữa chúng ta Saman thì ta mới ăn được anh em ạ. Tầm này chịu rồi. Bị đẩy nhiều luôn. Vãi đái á. 14 máu. Saman trận này chính ra nó cũng ra ít. Chỉ được cái là ra con gấu Saman thôi. Ngoài con gấu Saman 2 sao ra thì cũng chả thấy có mấy cái con ở trong cái bộ Saman 4 đô rồi cả. Đúng không? Mấy cái con đấy bây giờ tôi lên level 9 rồi vẫn chưa thấy ra con nào. Chưa đủ đủ 4 Saman hàng Ryu. Bây giờ mà chơi hàng fake thì tốn slot quá nhỉ. Trận này thế thôi mà lại chỉ có một thằng Exit rồi à? Điêu thật. 6 Glacier, thằng này chơi gì? Metalith. Metalith Saman hả? Assassin gấu, Assassin ốc lên được 3 sao. Nhưng cái con ốc bây giờ yếu lắm anh em ạ. Con ốc này 3 sao thì nó cũng rất là yếu luôn. Meta này nó chơi con 1 đô 3 sao thì không ăn thua. Con này nó có 1 đô thôi. Giờ chơi Assassin là con ốc này nó không chơi được nữa anh em ạ. Đầu game lên được sớm thì gọi là giữ máu. Còn chỉ còn Shadow này. Con cáo bây giờ cũng yếu rồi. Bây giờ còn có con Shadow với cả con gì nhỉ? Sailing Assassin thôi. Cái con gấu 3 đô ấy. Con gấu Vanda thì chắc chắn là hên xui. Trận ra trận không. Còn hai con kia thì phải cái con Shadow phải lên được 3 sao. Còn cái con Sailing Assassin thì phải 2 sao. Cũng khó chơi đấy. Không dễ đâu. Bây giờ con cáo nó không gánh được. Ngày trước con cáo nó gánh được thì nó khác. Con cáo con ốc. Ốc thì nó là 2 tiền thì nó khỏe hơn. Chứ còn bây giờ giảm xuống 1 tiền nó yếu lắm. Cảm giác không ăn thua. Đánh hút tốc chậm lắm. Đánh mãi có hút được tí tốc ở đâu mà. Trận này lắm thằng chơi Assassin đấy nhỉ. Hai thằng cơ. Ok, ăn được rồi. Lại có thêm sách ra này, hay quá nhờ. Vậy là round 25 là chúng ta lên được 11. Quá tuyệt vời. Đủ tiền lên 11 nhưng mà sẽ phải là 27 mới up nha anh em nhé. 27 mới up thì nó mới đủ tiền. Trong trường hợp mà tôi kiếm được 12 quyển sách thì 26 up được. À nhưng mà không được. Round 25 là kiếm được quyển sách 26 thắng thì kiếm được thêm một quyển sách nữa. Đấy, nhưng mà phải lên 27 thì mới lên được 11. Chắc chắn là phải 27 rồi. Bọn kia không thằng nào chơi Exit để một mình cái thằng Odin kia nó chơi Exit kìa. Meta này mà một mình nó chơi Exit thì nó quá đã luôn ấy, thề. Không còn gì tuyệt vời hơn là một mình được chơi cái bộ meta. May mà đây tôi đang chơi cái bộ cáo tờ ấy. À ui dồi ôi, được. Được quá nhờ. Rồi, thế là đủ bộ rồi. Cầu mết lên được 2 sao là coi như là giải tán bọn này rồi. Rèn đồ cái này. Tôi sẽ rèn hết sang đồ cam thôi. Đủ cái món đồ cam trước nhá. Gậy hack. Giá nhưng mà đấy nó là một cái gậy xanh thì nó là perfect luôn. Gậy xanh thì có thể là tôi sẽ không cần phải lấy đồ cam nữa. Đấy. Nhưng mà gậy hack thì tôi sẽ rèn tiếp để tôi kiếm bằng được cái gậy xanh anh em nhá. Thử xem là gấu mét 2 sao cầm gậy xanh thì cái sức mạnh của cái skill của nó lên được 3 sao thì nó có mạnh không. Saman bây giờ cho vào yếu anh em ạ. Đợi chút. Để như này nó sẽ có một cái combo là con gấu đá này với cả con Light Spirit ấy. Còn nếu mà muốn chuyển sang Saman thì nó phải ra là con Saman hàng Ryu cơ. Còn bây giờ kẹp Wizard vào cũng chỉ có 3 con biến hình yếu lắm. Anh em nhìn cả. Clear cực kỳ nhanh luôn. Gấu mết lên được 2 sao rồi, có gậy hack. Berserker này cũng tín phết nhỉ. Nhưng mà chắc là vẫn đi không. Chưa gặp thằng Odin ấy nhỉ.
Rồi, lên được 11 nha anh em nhá. Dao này lên 11 luôn. Xong rồi tôi xả hết tiền rồi form đội hình rồi tôi cắt chuỗi ở đằng kia. Cứ 4 Saman vào đã này. Tạm thời thế này nhá. Tạm cái đã. Đổi đồ cam nữa nè. Không đủ, thiếu. Không được. Không, mấy cái món đồ này không đổi được. Đồ tăng mana cũng ngon mà cấm đánh cũng ngon, không đổi được đâu. Có khi nào thua đâu này không nhỉ? Không. Ăn rồi. Rồi, đi luôn đi. Hay. Rao sao có lên kiếm 6 Saman đẩy nó nhanh không nhỉ? Một con Saman nữa đó. Giờ ra con stop nhưng phải ngon không? Chán là không ra. Đủ đổi đồ cam rồi này. Random mà. Thực ra lấy thanh kiếm cổ cũng được nhưng mà thôi anh em ạ, hên xui. Đây. Vứt bây giờ thì tí nữa đỡ phải vứt. Kiểu gì cũng phải lấy được gậy xanh. Thiếu con Storm Saman nữa. Thôi thằng này đi rồi đấy. Nhìn con ốc kìa, bất lực vậy đài luôn. Thề không bật bất diệt luôn mà. Ơ kìa, nó vẫn ăn được tôi này. Có chắc không? Đúng thật luôn. Ơ không? Chưa chắc. Tôi có chuỗi luôn rồi này. Mà chưa gặp thằng Exit nhỉ. Chưa gặp ý chứ. Vẫn chưa ra Storm Saman anh em ạ. Đây rồi. Đủ 6 Saman rồi. Được chưa? Bỏ cái này ra. Ngon rồi đấy. 6 Saman 3m kẹp với cặp. Đủ bộ luôn. Đánh ở level 11. Bây giờ thì nó như thông thường rồi. Nó giống như cái bộ 6 Saman mết thông thường rồi. Bởi vì lên được 11 nên kẹp thêm được cặp nữa. Không có mèo mà chơi giống như là có mèo vậy. Trận này hai cái thằng dưới kia có vẻ sắp đi rồi anh em ạ. Thằng này chắc chắn gặp tôi là đi rồi. Wolverine làm gì có tuổi. 11 máu đi à. Cái thằng kia thì gặp Exit thì tôi nghĩ là cũng đi. Exit nó cũng đẩy nhiều không kém đâu. Exit nó đẩy những cái bộ khác nhiều lắm anh em ạ. Nó chỉ đẩy cái bộ Saman ít thôi. Rồi. Nào này thắng mà chưa chắc đã đẩy được chết nó. 11 máu. Còn 2 máu. Ra rớt luôn này. Hay quá nhờ. Thậm chí chúng ta để chơi 4 gót được. 4 gót kết hợp với cả 3m. Kết hợp với 3m kết hợp với 6 Saman. Đánh được luôn. Và level 11 luôn. Top 1 thì là chắc chắn rồi gì đó. Như này không top 1 thì như nào mới là top 1 đây. Dấu hiệu top 1 đây rồi gì nữa. Cái thằng mà đang top 1 chuỗi cộng 13 nó đang chơi Exit. Hai thằng kia thì sắp đi rồi. Tôi cái thằng counter và cái thằng top 1 thì rõ ràng là tôi top 1 rồi gì nữa. Còn cái gì để bàn cãi đâu. Bây giờ đánh thế nào cho nó đẹp mắt nó hay thôi anh em ạ. Rớt mà lại lên 2 lại dồn đồ cho rớt à. Thế thì nó cũng không đẹp mắt lắm nhỉ. Thế nó lại thường quá. Giờ dồn đồ cho gấu cơ. Gấu lên được trượng xanh cơ. Rồi món đồ tím cũng chưa có cái gì hay cả. Random luôn. Ui rồi. Thế lại phải đổi đồ cam rồi. Chắc chắn là như thế rồi.
Tôi đổi luôn anh em nhá. Mặc kệ con. Đây rồi. Ôi giời ơi, xong rồi đấy anh em. Đây nó gọi là 100% top 1 rồi anh em nhá. Con này nó có gậy xanh này, nó lướt 4 ô đấy anh em ạ. Ui giời ơi, thêm một con like nữa này. Hay quá nhở. Rồi ôi, hay quá. Tí nữa kẹp đá vào ngon. Xả tiền mạnh mạnh tí nhá. Xả có rồi hơi bị đi vào lòng đất đấy. Bỏ này đi. Được không? Cặp cắt chuỗi luôn này. Saman, 6 Saman đây. 6 Saman ngán gì Exit nhỉ? Mũi tôi con gấu tung trưởng hơi chậm. Rồi thôi, mình xin cái chuỗi cái đã này. Xong chưa? Xong chưa? Quá tuyệt vời anh em ạ. Trời ơi, đẩy nó 21 máu luôn. Xong rồi đấy. Kẹp cọc vào khác biệt thật đấy. Có cọc vào khỏe luôn. Bốn gót kẹp hai cọc luôn. Quá ngon. Thậm chí chúng ta để cho 6 mét đấy nhá. 6 mét kẹp với cả 4 gót kẹp với cả 4 cọc. Được không? Quá được. Như thế cái lượng đam nó to mà phòng thủ nó cũng khá là khỏe. Cái bọn Exit này nó sẽ đánh vào cọc thôi. Nó chỉ cần đánh một hai cái đầu vào cọc thôi. Khi mà con rớt được tung một trưởng là bọn kia nó bay màu hết đấy mà. Bây giờ thì chưa có rớt hai thì đồ dồn cho con gấu cũng được, cũng ok luôn. Chuyện này với vẫn 76 máu đến hết game luôn đấy anh em ạ. Chưa có dấu hiệu dừng lại đâu. Như này đi. Ok. Được chưa? Cũng là 4 Saman. Nhưng mà có vẻ như là nhiều 2 sao hơn là mạnh hơn. Ngoài ra có 4 cặp nữa. Rồi, Assassin. Sao này tiễn bạn lên đường. 9 máu chắc chắn là đi. Ok. Rồi. Con ốc bây giờ phế thật đấy. Dồn đồ cho ốc nhưng mà lại bay màu sớm. Quá đáng tiếc cho đối thủ đúng không? Thực ra tôi chả thấy tiếc cho đối thủ gì cả. Đối thủ bay màu của tôi mới có cơ hội top 1 thôi. Chứ còn đối thủ mà tiếc cho đối thủ thì còn nói làm gì. Tôi chơi trò này là tôi chỉ tiếc cho chính bản thân mình thôi. Chứ tôi không tiếc cho đối thủ bao giờ luôn. Ok. Thằng này chơi Exit thì sớm muộn gì thì cũng bay màu thôi. 6 Saman vào với bạn luôn này. Ok chưa? Chỉ gặp Assassin là tôi mới kẹp 4 cọc vào thôi. Chứ còn cái bọn này một cọc vào rồi. Để thêm slot mà hóa Saman đẩy cho nó nhiều. Bạn định bắt á? Bắt dê thế à? Định đổi chỗ bắt cái con gấu của tôi anh em ạ. Trời ơi, kinh nghiệm chiến trường cả chục nghìn game thì làm gì có chuyện bắt nó dễ như thế được. Có không bao giờ để lộ sơ hở luôn anh em ạ. Tôi cứ dây cuối tôi đá. Riêng là dây cuối là phải sút đi ra khỏi vị trí. Không bao giờ để cố định. Định đớp với con gấu của tôi thì không dễ thì đâu. Hai round nữa là đối thủ bay màu chứ mấy, đúng không anh em? Round 34 thì round 36 là kết thúc. Kịch bản là như thế. Tiên đoán trước luôn đấy. Nhà tiên tri van cơm à. Dã man. Bắt hộ cái. Cứ dây cuối chuyển thôi anh em ạ. Anh em cứ yên tâm. Tôi không bao giờ tôi để con gấu này cố định một chỗ đâu. Cứ cái dây cuối đá ở chỗ khác là xong mà. Đơn giản.
Bắt đi. Bây giờ không bắt nữa rồi, chán rồi. Đối thủ cảm giác là tôi kiểu quái quá, cứ dây cuối là chuyển co nên là chả bắt luôn. Ui, rao này đẩy nhiều nhá. Exit của chúng tôi. Biến hình phát nữa thế nào. Ui dồi ôi, đẩy nhiều luôn anh em ạ, 25 máu. Chắc chắn là đã 36 là hết bài rồi. Đối thủ lấy cái gì mà cản nổi đấy. Quá nhiều thứ ở đây. Bỏ cái này đi. Mạnh ở đấy. Bây giờ kiếm con rớt 2 thì tôi nghĩ là cũng khó anh em ạ. Round sau là round cuối rồi. Round sau mặc dù là nó có cái thời gian chuẩn bị đấy, nhưng mà nó sẽ còn phải có khoảng thời gian để chúng ta xếp bài nữa. Tôi nghĩ là round sau với cái lượng tiền nó như thế này thì khả năng là không roll hết được đủ. Mất khoảng 1/3 thời gian là làm một cái việc linh tinh. Ok mà không sao. Round sau nó là cái round quyết định rồi. Chắc chắn là cái điều đấy rồi. Không trượt phát nào hết. Rồi xích là cái chắc chắn luôn. Quá ngon. Đuổi làm sao được muốn đồ cam nữa đây. Khó. Thiếu, không đủ đồ cam nhưng mà đuổi được đồ tím. Hay đổi đồ tím luôn nha anh em nhá. Đau cuối rồi anh em ạ. Ra là cái gì ra. À đây rồi, ui rồi, ra được cả 3 cái luôn. Nhưng mà lấy dấu hiệu báo là chắc chắn. Tăng cường khống chế. Vào phát là có 40 mana để tung trưởng luôn. Hai cái 40 mana. Chắc chắn là vào là tung trực trưởng rồi. Sẽ rất là trơn tru. Nói chung là không luôn kịp với anh em ạ. Tiền thì cũng phải cầm 50 tiền thôi. Sao này ra cuối chưa nhỉ? Rồi để xem gấu mết nào. Rồi anh em ơi, cái gấu mết nó lướt qua người con Mueta cái mất nửa bình luôn. Thế rồi xong rồi bạn. Ơ sao con Mueta nó không bắn nó cọc nhỉ? Ảo thật đấy. Ăn nổi không? Cứ vẫn thua ngược à. Có nhiều đồ khống chế ăn được. Con quái vật này xử hết. Muỗi. Đến là đòn. Cứ sang đây. Rớt 2 đi thế nào. Kiếm con heo 3 sao nữa cho vui nhà vui cửa nha anh em nhỉ. Heo là phải lên 3 rồi. Heo 3 xong tí nữa nếu mà đối thủ mạnh quá có thể chuyển sang mục sư. Có cần không nhỉ? Chắc cũng chẳng cần. Con Mueta lên được 3 sao thì tính đến cái việc đấy thôi. Nhưng mà round này round cuối rồi bạn ạ. À ơi, nó bắt được kìa. Bắt được không? Không bắt được. Đứng ở trong cái dấu hiệu báo không tung trưởng được anh em ạ. Thôi xong rồi đi rồi. Nào solo. Solo đổi chỗ này không? Một lướt. Trời. Một lướt của con gấu 2 sao đi luôn. Quá nhanh, quá nguy hiểm anh em ạ. 37 round. Mà trận này chính ra là vẫn bị chậm anh em ạ. Chơi Saman là 37 round mới kết thúc trận đấu, nó là chậm đấy. Chứ còn nhanh thì chắc chỉ hai mấy round là bay màu hết rồi. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký, đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Cái con gấu mết 2 sao. Nhưng mà nó không phải ở trong cái bộ Saman, mà nó trong bộ 9m5 rồng tối thượng cơ. Cực kỳ khỏe luôn đấy. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Mời anh em đến với siêu phẩm hay nhất của tháng này anh em nhá. Anh em cứ tin tôi đi, hay lắm. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.